Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Tú Mobile. Các bạn thân mến, tính năng chặn cuộc gọi trên iPhone thì cho phép các bạn chặn một số liên lạc và ngăn họ gửi tin nhắn cũng như là cuộc gọi hoặc là FaceTime cho bạn. Nếu như bạn chặn một ai đó thì người đó sẽ không thể làm phiền đến bạn được nữa. Và đó cũng là lý do khiến cho bạn không thể liên lạc với một ai đó nếu như người đó chặn bạn. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta phát hiện ra điều này đây? Hãy cùng xem qua video này, Như Quỳnh sẽ đưa ra một vài những gợi ý để các bạn có thể phát hiện ra ai đó đang chặn mình. Cách đầu tiên đó chính là đơn giản thôi, gọi cho người đó. Khi mà bạn gọi điện thoại cho một người đã chặn bạn thì bạn có thể gặp một số điều khác nhau. Trong thử nghiệm của mình thì mình sẽ thấy một cái tiếng chuông và sau đó là cuộc gọi bị chuyển hướng sang thư thoại nếu người đó thiết lập cái hộp thư thoại. Lúc này thì ngay cả khi người đó chặn bạn hay là không chặn bạn, chẳng hạn như là họ đang bận và từ chối nghe máy, thì chức năng thư thoại đều sẽ hoạt động. Vì vậy bạn chưa thể nào chắc chắn rằng mình bị chặn hay chưa. Trong trường hợp này thì hãy thử gọi một vài lần đến số điện thoại đó xem sao. Và nếu như bạn liên tục bị cắt để đưa vào hộp thư thoại sau một hồi chuông thì rất có thể bạn đã bị chặn rồi. Còn nếu như người bên kia không thiết lập hộp thư thoại mà những gì bạn nghe thấy khi gọi điện thoại đến số bên kia, đó là tuốt 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 tuốt, những cái hồi tuốt vô tận, thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn đã bị chặn rồi. Cách thứ hai để kiểm tra đó chính là gửi iMess. Nếu như mà người bên kia và bạn đều sử dụng iPhone và luôn duy trì kết nối Internet thì có một cách rất là thú vị mà bạn có thể làm, đó chính là khai thác tính năng iMess đặc trưng của iPhone. Cá nhân mình thì mình đã thực hiện điều này và phát hiện ra một số người bạn chặn số của mình rồi đó nha. Vậy thì làm thế nào để thực hiện đây? Rất là đơn giản thôi, bạn chỉ cần khởi động cái ứng dụng tin nhắn của iPhone, sau đó thì soạn tin nhắn gửi đến số bên kia. Mặc dù là tin nhắn đã báo gửi đi nhưng mà không có xác nhận đã đọc thì có nghĩa là tin nhắn này đã bị chặn rồi. Dĩ nhiên, thủ thuật này chỉ có tác dụng khi mà bạn và người ấy có kết nối Internet thôi, và nếu như mà người bên kia không vào mạng thì họ cũng sẽ không nhận được cái tin nhắn của bạn gửi đến cho đến khi nào mà có kết nối Internet trở lại. Có một cái thông tin thêm, đó chính là nếu như bạn gửi tin nhắn văn bản cho người dùng điện thoại không có iMess như là Android chẳng hạn, và nếu như mà người ấy chặn bạn thì dù trên SMS của điện thoại mình báo đã gửi, người nhận cũng sẽ không nhận được bất kỳ một thông báo nào cả, nhưng mà họ sẽ nhận được tin nhắn ở bên trong cái phần blocked contact của ứng dụng nhắn tin. Cách thứ ba để kiểm tra đó chính là sử dụng ẩn ID cuộc gọi. Trước tiên thì mình muốn nói với bạn, đây không phải là một cách để mà tìm hiểu ai đó chặn số điện thoại của bạn hay là không, bởi vì không phải tất cả nhà mạng đều cho phép vô hiệu hóa ID cuộc gọi đâu. Trong các thử nghiệm của mình ở Việt Nam thì việc ẩn ID trên iPhone là một điều không thể. Nhưng mà vì một lý do nào đó thì các bạn có thể kiểm tra chức năng này bằng cách là vào phần setting, vào phần phone, vào phần show my caller ID và tắt nó đi. Hơn nữa, khi mà bạn vô hiệu hóa ID cuộc gọi thì bạn sẽ không thể nào thực hiện những cái cuộc gọi đến các đầu số khẩn cấp như là 113, 114 hay là 115 vân vân. Và để chắc chắn rằng là cái người đó có chặn mình hay không thì các bạn còn một cách nữa, đó chính là đơn giản thôi, sử dụng số điện thoại khác để gọi thử. Đó có thể là số của một người bạn khác hoặc là số của người thân trong gia đình. Thông thường thì một ai đó sẽ thiết lập chặn tất cả số điện thoại của bạn nếu họ có tất cả các số đó. Vì vậy bạn hãy sử dụng số liên lạc khác thì họ cũng phải bó tay và không ngờ được cái điều đó. Và nếu như bạn vẫn liên lạc bằng số mới được thì rõ ràng người bên kia đã chặn bạn rồi. Nhưng mà cũng có khả năng là số mới cũng không thể liên lạc cho người bên kia được. Đó là vì người bạn của bạn đã thiết lập chặn số điện thoại từ người gọi không xác định. Trong trường hợp này thì có thể là bạn không hẳn đã bị chặn đâu, mà vì người đó lỡ tay vô tình xóa số điện thoại của bạn ra khỏi danh bạ iPhone của họ chẳng hạn. Ở trường hợp này thì bạn có thể tìm đến một người bạn chung với người đó. Và nếu như mà số điện thoại của người đó cũng được lưu trên danh bạ của iPhone người muốn gọi thì bạn vẫn sẽ liên lạc được. Lúc này thì hãy nhớ nhắc người kia hãy lưu lại số điện thoại của mình để tránh tình huống tương tự về sau nhé. Và đó là một vài những cách rất là đơn giản để kiểm tra xem thử là bạn có đang bị một người nào đó chặn số điện thoại của mình hay là không. Và nếu như những gì Như Quỳnh chia sẻ vẫn còn thiếu sót và các bạn còn cách nào khác hay ho hơn, đơn giản hơn, thì hãy để lại comment cho Minh Tú Mobile biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên Minh Tú Mobile.